Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Ballet Transformer. Dạo trước thì anh em yêu cầu cũng khá là nhiều. Nhưng hồi đấy thì mình mới làm lại thì như kiểu là bò nhè lại, không hay. Vâng, hôm nay thì mình sẽ trở lại với chế độ Ray. Dạo đây gần đây thì mình toàn bắn với bài thôi. Cái máy này nó không quen ấy. Kích bắn trên máy này nó khác hẳn với lại máy 5.5i. Nó to hơn, góc nhìn nó rộng hơn rất là nhiều. Này thì lao ra này, úi trời ơi, nó tương bom kìa. Mất 3 là 40 HP rồi. Rồi thằng kia nó chát cái gì là không TMP nha hay sao ấy. Vâng, tập này thì cứ TMP mà dã thôi. Đâu rồi, bọn này nó lên khói nhở. Khói nhiều thế. Ôi, slip kiểu này thì khói. Bỏ đi. Slip tào lao thôi. Chả đấy gì. Vâng, có thể chúng ta để tâm vào đây và nó sẽ tâm đuổi. Vâng, hình như là đồng đội của mình. Lên đi bạn ơi. Úi số. Tuy nhiên cầm 3Z Iron Shark. Đặt bom ở A. Rồi trận này win rồi. Bỏ TMP đi bạn ơi. Rồi, thằng nào cầm TMP kìa. Bỏ đi. Động xanh. Mình có thấy team mình cầm TMP đâu ta? À có. Thằng bông binh 1315. Vâng, cầm TMP dã rất là dã man. Rồi nó bắt đầu chửi nhau rồi. Mua mà bắn. Rồi bắt đầu sẽ là đi luật. Thằng nào có tiền thì thằng đấy được xài. Ok. Còn thằng không có tiền thì đứng nhìn thôi. Vâng, bắn 3Z ở cái máy 5-inch này thì nó cũng ok. Cũng được. Hồi trước thì nãy thì mình này nó lượn qua lượn lại vậy, giết nó. Nãy thì mình thấy mình cứ cảm tưởng như là máy 5.5 mình bắn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng khi mình trên tay ấy, thì mình cũng biết là máy này nó cũng ok, tuy nó hơi giật lag một tí, bằng lâu lâu nó bị khựng lại một tí, bắn rất là khó chịu. Đấy, lâu lâu cái tâm nó lại giật một cái rất là khó. Nếu mà gặp team bạn mà như thế này thì thôi. Vâng, vẫy bằng mắt. Ok. Cầm bom bạn ơi. Cầm bom thì nên đi di chuyển đi chứ. Cầm bom mà đứng thẩm du ở mic như thế này thì bắn thế đéo là được. Còn tuy nhiên vẫn đang thẩm du ở đây. Tính là cầm đua TMP. Thấy tay rất là ngắn. Rồi, ném khói. Không biết là thằng nào ném khói luôn. Cái máy này thì thực sự mình không thể đeo tai nghe được. Máy rất là rẻ rách luôn. Máy này mình mua rất là lâu rồi. Cái tai nghe găm vào ấy thì nó chỉ nghe được một bên tai và bên còn lại không nghe được. Ở như thế thì chả C4 cái gì được. Rồi ok, chết sạch rồi. Còn mỗi mình thôi. Tập này chắc là mình sẽ vào đặt bom. Có người là chắc chắn rồi. Úi dồi ôi. Một bé. À có này. Lát à? Yeah, ôi trời ơi. Này thì phờ với lát này. Bom nào. Nhanh từ từ. Thời gian còn nhiều. Vâng. Đời còn dài, gái còn nhiều. Cứ từ từ thôi. Bình tĩnh mà dã. Vâng, bây giờ sẽ là những màn hách não. Không biết nó đi đường nào đây. Ui, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Vâng, cái chỗ cực kỳ dễ, cực kỳ khó slip thì mình lại làm được. Còn cái chỗ mà cực kỳ khó slip, chết nhầm, mình nói bị sai. Cái chỗ cực kỳ khó slip thì mình lại giết được hai thằng. Và cái chỗ cực kỳ là dễ slip thì mình lại không giết được nó. Động xanh, vốn nạn thế là cùng. Nó mới khen hay thôi. Còn slip hay vừa cờ. Cái mình hay bị sao ấy. Thực sự khi mà được khen một phát ấy thì dễ tành lắm. Tốt nhất là đừng thằng nó khen mình cơ. Cái tính mình là nó thế rồi. Ok, đừng để thua nha. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, sấy ghê thế. Sấy ghê thế. Khẩu này thì bắn thì cũng bình thường. Được cái giảm thanh thôi. Nhưng giảm thanh thì team bạn bây giờ nó không ngu như hồi trước đâu. Thằng nào nó nghe tiếng súng nó biết ngay à. Không thể đánh lừa được bằng cái giảm thanh.
Nên mình nghĩ nếu mà chọn súng ấy thì các bạn nên chọn cái dòng 3Z bon bích ấy. Nó thì nó ô giết kìa, thì nó bắn dễ hơn rất là nhiều. Mình cảm giác như thế, bắn rất là má. Còn cái dòng 3Z Transformer này thì nó được cái đẹp thôi, với lại có giảm thay. Rồi bắt đầu di chuyển lệch lạc rồi. Cái này khó, rất là khó di chuyển luôn. Một bé này cứ nhảy xuống trước mặt mày nhé. Sẽ biết mùi à. Ok, bây giờ sẽ lại tiết mục gánh team nữa rồi. Con gánh kiểu gì đây? Khi mà team bạn quá đông. Còn không có tai nghe nữa thì gánh team bằng mắt à? Quả này phải có tai nghe được mới nghe được tiếng chân để xác định vị trí. Cái này bắn như kiểu hên xui như thế này thì biết đường nào mà lần bây giờ. Một bé. Úi dồi ôi, bom. Vãi xoài. Thôi xong rồi. Khó quá. Vâng, thằng kia nó thấy mình nó tương bom với lại bắn sấy các kiểu mà không cho một con đường sống luôn. Quả đấy tự dưng mình bị khựng lại nữa chứ. Vãi xoài. Đéo được tin được. Chúng ta sẽ cùng bắt cái thằng Dimic này. Thằng này rất là nhây. Ui ôi. Đậu xanh. Nó giết được rồi. Nó giết được cái thằng ở dưới hầm rồi. Hay lắm đêm mờ. Ôi. Úi dồi ôi. Nó đẩy vào à. Đẩy vào đây. Ôi nó tương flap tôi té. Vâng 36 kế. Úi dồi ôi. Nó đẩy vào nhanh thế. Vâng chuồn là thượng sách thôi. Không còn cái sách nào có thể đứng lại mà vẫy được với nó đâu. Đây, tao sợ mày quá cơ. Nó phải lên đây thôi. Cái bọn này nó hứng chó lắm đấy. Hứng chó. Cứ bước lên đây. Tao lại nhặt từng thằng một thôi. Bọn này nó hứng chó lắm. Cứ một khi nó vẫn đã vào nhà thì nó không bao giờ đứng yên ở dưới chân cầu thang để đợi mình ra đâu. Bọn đấy nó quyết tâm nó phải đẩy lên nhà cơ. Vâng, những pha như thế thì chúng ta xử lý nó bình tĩnh thôi. Có thể là ăn được. Hoặc có thể là không. Vâng, tầm này chúng ta đi nhặt bom và đẩy vào khu vực A thôi là vừa. Cơ bản là đồng đội mình nó hợp tác ấy. Chứ còn đi lẻ được thằng như thế này thì xử lý là khó. Vâng, team mình thì có TMP nữa. Vâng, đã nhặt bom. Qua A đi bạn ơi. Mình cảm giác đi A nó tốt hơn rất là nhiều. Úi dồi, TMP đi đường này. Gãy rồi. Ôi hình như nó đi B. Ok. Rồi thằng kia nó sẽ chết một thằng rồi. Mình sẽ đi theo nó. Úi dồi ôi. Gì vậy? Mic à? Sao mình không thấy ta? Đâu rồi? Hết giờ rồi. Rồi xong. Úi dồi. Úi dồi. Quả bom. Đậu xanh. Được bom làm gì? Thiệt quá. Tí nữa lại ăn được thêm một mạng nữa rồi. Cái gì? Nhường tem mình mà không bắn là sao? What the fuck? Cái thằng TMP sao không gánh được nhỉ? Bắn TMP kỳ vậy. Bom kìa. Này thích đẩy. Ủa ôi. Tôi xong. Không được rồi. Nó đẩy lên giết hai thằng rồi. Đẩy lên này. Thích đẩy không? Ngắm mic như lìn. Ơ kìa. Nó đẩy sang đây thì bố thằng nào sniff được. Ủa ôi. Thôi không được sao. Lát thì mình sẽ ấy. Được rồi, mình thấy có thằng đẩy lên đây. Đi đâu rồi? À, lên. Này thì đẩy lên. Tưởng trong cái làn khói
đen kịt ấy chứ, nhầm, trắng xóa như thế mà mình không thấy được thằng nào à? Có thấy thư cấu không? Ôi, vãi xoài, vãi, đéo tin được. Vâng, nó chui cái hầm, cái hầm chó, khốn nạn. Giết nó, đúng rồi. Những cái thằng chui cóng như thế kia thì phải giết. Khốn nạn thật, đéo tin được. Những cái thằng TMP bắn gà ấy nhở. Cầm TMP mà nó chả gánh được cái gì. Bắn mắc tạ luôn. Siêu tạ, tạ vơ cơ lờ. Chắc chắn là trận này thua rồi. Không sao. Vâng, thua thì thua thôi. Mình bắn như thế, đến thế là cùng rồi. Cái thằng cầm TMP nó bắn như thế mà. Rồi, thiên nhiên là đặt bom. Mình nghĩ đánh A nó sẽ tốt hơn thay vì đánh B. Đánh B cũng được. Nhưng cơ bản nó phải kênh chắc cơ. Úi dồi. Kênh chắc. Phải kênh chắc. Còn không thì đánh A nó sẽ tốt hơn. Tại vì A chúng ta xuống cái mương, cái khoảng trống ở dưới A ấy, nó rất là dễ kênh bom. Còn B thì mình cảm giác kênh rất là khó. Tại vì mình không có chiến thuật nào kênh B tốt. Rồi, đây sẽ là trận cuối cùng khiến chúng ta thua. Mượn TMP. Trời ơi. Mượn cái mắm gì. Mình sẽ bắt được thằng này. Bắt được thằng này, ok. Đấy, này thì chửi snip như lin. Ui dồi, bom kìa. Đâu rồi con lợn này, mày cứ lượn ra đi. Con đó quyết định là không lượn ra. Để B xem có thằng nào không. Ok, không có, và anh em đẩy A rồi. Đây mình sẽ lên tiếp viện thôi. Xuân đã đến bên em, đến luôn bên anh. Vào đây. Rồi ok, tầm này thì dã thoải mái thôi. Vâng, cứ đứng đây mà check thôi. Làm gì mà căng. Vâng, đứng đây thì việc kê tâm trước thì nó à rồi. Thằng kia chết ở khu vực hồi sinh đi qua A rồi. Không biết thằng còn lại nó sẽ đi đường nào. Thế đấy là trận này quy nhỉ. Khó hiểu thật. Rồi, hết giờ, ok. Ủa, cái gì đây? Vãi, mình quyết định AFK hết giờ rồi. Nó còn xuống xoáy cho cố nữa. Còn như thế nó lại chết. Đáng lòng. Ok, bây giờ 4v5. Khá là khó hiểu. Thằng kia nó không chấp nhận được cái kết quả này, nó thoát rồi. Rồi còn này mỗi anh em chúng tôi thôi. Mình bắn ranh thì đừng có thoát. Thoát làm gì? Trừ phi mà có việc bận thôi. Chứ còn mình thua hay thắng không quan trọng. Bắn vui à, là được à. Vâng, cảm giác là nó khá là giật anh em ạ. Anh em có cảm thấy như thế không? Quay chất lượng thì nó hơi bị cùi hơn. Và nó giật nhiều hơn. Có à. Ok, lại đi B. Vâng, cảm giác đi B dễ thua lắm nhá. Vào đi. Rồi. Đi vào. Như không có ai. Ok. Ôi, cái định mệnh trong B này. Vãi xoài. Ôi đéo thì tin được. Ô trong B kia. Cái định mệnh. Vãi xoài. Đéo thì tin được. Cầu thủ trong B. Ok, cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem đến thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. À, bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhé. Bye bye. Căng quá.